quá bất ngờ anh Lộc và chị Nhung lên chương trình Kết Nối Yêu Thương. Thì trong vòng chưa đầy một tháng thì hai anh chị quyết định về chung một nhà. Thì cái câu chuyện của hai anh chị Nhung và anh Lộc này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Rồi, Hồ Tiến TV xin kính chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay thì Tiến đi lại nhà của anh Lộc và chị Nhung nha. Thì anh Lộc lên chương trình của Tiến là cách nay cũng chưa được tháng nữa. Thì hai chị Nhung với anh Lộc đã quyết định đến với nhau. Thì hôm nay thì Tiến đi vô nhà anh Lộc để mà hai anh chị làm cái mâm cơm nhỏ nhỏ để mà ra mắt ông bà, để mà hai anh chị về sống chung một nhà cả nhà. Thì anh Lộc ở là Kiên Giang. Thì ở đây thì nói chung cái đường đi vô đây thật sự nói là rất là khó khăn nha cả nhà. Đó, anh Lộc thì ở giữa cánh đồng nè. Cái đường lộ vô nhà anh Lộc nha. Nói chung ra là qua một cái con đò. Đó, thì ở đây là giữa một cánh đồng. Thì nhà anh Lộc thì cũng nhỏ nha cả nhà. Đó, nói chung ra là ở đây lúa người ta cũng đã cắt xong rồi. Đây. Thì nói chung ra là làm nấu một mâm cơm để ra mắt ông bà, chứ cũng không có ai nha cả nhà, với vài người anh em đi thôi. Đó, đây là căn nhà của anh Lộc nha. Đó. Hello, chào khán giả anh Lộc. Bữa hổm lại lên ghi hình không thấy đẹp trai, bữa nay đẹp trai dữ ta. Vậy là anh chạy xe là ở Bến Tàu Kịch Giá. Tàu Hú Quốc Kịch Giá ha. Tắt cái tivi trong tắt. Rồi chào khán giả chị Nhung. Trong nước ngoài nước và tình thương mến thương nha. Chàng đầy hạnh phúc. Chị về đây hồi nào? Về bữa sáng mùng 1. Sáng mùng 1 là mới hôm qua. Đi tối 30 sáng mùng 1 tới đây 3 giờ mấy sáng, 3 rưỡi. Vậy hả? Vậy là chị hồi mà quen ảnh là chị có xuống đây lần nào chưa? Chưa, đây lần đầu xuống. Lần đầu tiên ha. Rồi cái này là sao Lộc, mẹ anh Lộc. Dạ chào bác, ở nhà bác ở đâu? Ở trên Kinh Ba này con. Trên Kinh Ba ha. Kinh Ba này ở chỗ cái cua nãy mình quay qua. Chỗ cua nãy ha. Chị chặt dịch quay hả? Quay. Rồi cái anh kia bữa hổm đâu, đi với anh đâu? Xuống tới rồi. Dạ. Tới gì đó. Dạ. Không phải. Nó đang tắm. Dạ. Chút lên tới rồi. Cái nhà ở dưới đó nhà của ai? Bên đó bên của người ta. Anh ở đây lâu chưa? Ở đâu cũng mười mấy năm rồi. Vậy hả? Cái nhà này mới cắt hả? Cũng mười mấy năm hả? Mười mấy năm mà thấy còn mới ha. cái nền này là của mình luôn hay sao? Của Vũ, em bà má luôn. Em bà. Đất này là của cũng giữ luôn. Đất nó ruộng ha. Đất của má luôn ngoài đầu hậu đó. Ủa sao mình không có đất nó trồi mặt tiền này? Không có. Là nằm túi trong. Dạ. Không mua đâu chú à. Bà được mấy người con? Chú đứng ngoài dòm vô. Dạ. Bốn người. Mẹ anh dạ. Con dạ. Cho em cái dĩa nó đây. Cái dĩa nè. Hai anh chị xứng đôi gì nữa nha cả nhà. Hai anh chị ai cũng to cao bự ngừ. Để ra đây nha. Anh hàng ngày mình chạy xe ôm thì mình đóng cửa.
Đóng cửa rồi tối chiều 4 giờ về. Đâu có nấu cơm nấu nước gì ăn hả? Không có, ăn cơm tiệm ở ngoài ăn cơm phần. Ừ. Là chiều, ăn rồi về luôn. Ờ chiều 4 giờ về mới nấu. Ừ. Là chiều nấu ăn buổi chiều. Ờ có ăn buổi chiều luôn. Ừ, buổi sáng thì mình chạy xe ăn cơm phần ở ngoài luôn. Ăn cơm phần chỗ bánh nào á, nó bán rẻ á. Tại vì mà quen nào bây giờ đó. Ừ. Nó bán rẻ. Ừ. Tối 6 về. Tối 6 bây giờ về. Ừ. Chị bữa hổm chị lên chương trình em, chị nói chị làm cái gì? Chị là nấu cháo dinh dưỡng. À. Cháo cho em bé. À. Chị là đầu bếp. Ừ. À. Ừ. Rồi bây giờ có ảnh rồi, bây giờ cái công việc ngày rồi mình tính sao? Không thì cũng tính cho sắp xếp rồi, tháng nữa mới về được chứ mình đang làm mà nghỉ đâu có được đâu. Đúng rồi. Cái gì mình phải báo trước công ty người ta sắp xếp rồi, rồi về dưới đây về cũng đi làm được. Về đây bây giờ về đây thì phải kiếm cái việc làm gì. Ở đây gạch giá là mấy cây anh? Đây gạch giá là 10 cây đúng. Nói chung chị 10. Sống ở môi trường này chị sống được 10 cây ha. Không phải. Ừ. Bây giờ ra ngoài bến tàu đó thì anh chạy xe ôm coi có cái gì buôn bán được thì cho chị buôn bán. Buôn bán đi làm được. Rồi sáng đi làm thì sáng anh đưa. Về thì chị anh rước. Chiều về nấu cơm nấu nước rồi ăn. Ừ. Gửi cho để mình đi làm xa nó buồn, đã buồn. Ừ, đúng rồi. Để anh bỏ cái đã, đã sống mình lên rồi chứ này có chồng mà cũng sống xa đó thôi. Đúng rồi. Cái này bỏ còn ít bỏ vô tủ lạnh nữa. Dạ. Đúng rồi, cái giờ sao? Thì hôm nay Tiến đến đây để quay chia sẻ cho hai anh chị kết nối thành công đến nhau. Hôm nay thì làm một mâm cơm nhỏ nhỏ để cúng ông bà, ra mắt ông bà. Chị ở sống trên phố rồi chị về đây rồi buồn không? Mình nói chung mình dễ mà, dễ. Môi trường nào mình sống cũng được hết. Ở đâu chị sống được nha ha. Đâu phải. Nói chung ra chị khó khăn không gây áp lực gì đâu. Nói chung ra chị sống trên phố vui. Không, nhưng mà tối ngủ nên thì buồn. Mà bây giờ về đây buồn mà tối ngủ thì nó vui. Đúng rồi chị. Có người nằm kế bên rồi, tâm sự hữu hỷ. Cô thấy dâu mới này sao cô? Hả? Nó dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Con ngồi đi con. Dạ con đi. Không con quay con đâu có ngồi được. Bữa nay là cô mới gặp dâu mới lần đầu tiên ha. Ừ. Dạ lên kìa. Chung ra là con làm kết nối này thì con cũng mong là anh chị được đến với nhau thì con vui rồi. là vui trong lòng rồi. Đây bữa nay là đi coi ngày đám cưới nữa nè. À, là cái cặp của Loan với thằng Hẳn á, chỉ coi cái video đó không? Ít Hẳn coi lắm. Rồi cái em nói không được, bữa nay anh mất đi Kiên Giang rồi. À. Để hai anh chị đến với nhau rồi. Nên ngày mai bắt đầu em về em sẽ đi chở Hẳn với mẹ Hẳn đi xuống nhà Loan để mà coi ngày đám cưới. À. Ừ. Anh cái bè chú bỏ ghế cho có ai nữa không? Có
Vô 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 ngồi luôn đi. Anh sẽ xin bàn ở đây. Nhà ở đâu? Em với bà nó. Dạ. Ở đây khoảng 200m. 200m ha. Kéo chiếc ra cho nó rộng chút. Bên này thì có bún nè. Bún nè. Rồi bánh mì nè. Này thì vịt quay. Còn này thì chả giò với chả lụa. Con này mực, mực xào. Mực xào sả ớt hả? Chè em. Lấy cái dĩa tôm mực rồi nè. Vô ngồi đi hỏi thăm có vợ không đây anh tiễn luôn. Chưa nè. Chưa hả? Nhiêu tuổi rồi? Cháu. Hả? Em 29. Mới 29 hả? Dạ. Trời ơi, 29 hả? Còn trẻ mà. Trẻ. Mà 29 tuổi lấy vợ vừa rồi. Chưa này. Chưa hả? Chưa muốn hả? Chưa muốn ha. Con nhau để anh bỏ đâu rồi? 29 là có vợ vừa đó. 29 là được rồi. Được rồi, để già quá rồi con mụn rồi chứ nữa, chừng nữa mình mà già đi đó thì con mình nhỏ rồi mình không lo được. Ăn chơi hoài nó cũng vậy hà. Nó cũng vậy thôi chứ không có gì khác hết trơn. Mà cuộc đời mình nó sẽ khổ. Anh bỏ vô trong cái nồi. Nồi lẩu hả? Thôi để trên cái này đi. Cho nó chứ nó bỏ vô lẩu hả? Lẩu có lẩu nữa. Này nghêu mà. Này nghêu. Đây là cái dĩa rau nồi lẩu gồm trái mướp với rau cần, rau má. Mình tính ăn cái này trước, ăn lẩu trước. Cái lẩu ăn sao cùng á. Lẩu ăn sao cùng cái đó đó. Cái đó bỏ vô trước. Không có bây giờ để bắt, cái bắt lên đợi. Đó cho nó đẹp đấy. Rồi, rồi. Dạ. Cho đẹp đấy ha. Chú rể sau bữa nay thua anh thua cái chú U70 rồi. Ta mặc đồ thua quá xa luôn, ta mặc đồ quét, ta làm có giấy chú cúng gì chưa? Rồi. Có giấy cúng gì chị mặc đồ lịch sự chụp bộ hình đồ để làm kỷ niệm đâu. Đúng rồi, phải làm kỷ niệm rồi cúng kiến gì nữa. Đúng rồi, phải cúng mình giấy cúng mới được. Chứ đâu có mình dọn ra cái mình ăn đâu được. Đấy đâu đó rõ ràng chứ. Giấy cúng ông bà đất đai ở đây. Hôm nay ngày mấy tháng mấy con có được cưới người được một người vợ mới. thấy chú 70 không? Mặc áo vest đàng hoàng nha, chứ không phải chơi nha. Làm cúng bài bản nè, hai con vịt để hai bên. Tắt lại đi, tắt đi. Chừng nào ăn á, chứ là chưa ăn đó. Ăn bắt đầu khô trước một chút ha. Chị hai anh chị cào đốt hai cây nhang. Rồi giấy cúng mừng Phật. Đốt 6 cây nha. Trời trời, ông cổ quận làm hết hồng hết vía nha. Ông phụ ha, ở đâu không có tổ cô. Làm chứng minh. Quần tây vô cúng lại rồi đàng hoàng. Mang dép, dép đâu? Dép đâu sao không mang dép trời? Nó đi vô không? Hai ba đồ dép mà. Mang dép đồ vô đàng hoàng. Mang vậy cho lịch sử nữa. Lịch sử lên hình sáng mở đèn cho nó sáng chứ cho nó ghi hình cho đẹp. Sao nước còn không có bia chứ hả? Có biết nhậu không? Biết hả? Ngày sau không mua bia cho mấy anh em uống. Em thì mắc lái xe em uống không được rồi. Rượu hả? Rượu được rồi.
tướng ảnh ngon lành bánh trái lắm nha cả nhà. Bữa hôm thấy ông cụ lần bữa nay lên, bữa lên chương trình tới mặc đồ này không thấy gì, bữa hôm mặc đồ gì đâu không bén gì chân, nhà mặc đồ không bén gì mới có dạ, bén không có dạ. Hôm nay mới mặc đồ bén nè, đúng rồi. Gì vậy? Con độ đó à, tướng lực mà, lắm. tướng cơ bóc cùng cộn luôn mà. Đúng rồi, mình phải cho bữa nay là ngày vui à. Mình phải cho nó đàng hoàng lịch sự chút, tuy rằng không có ai thiệt mà, nhưng mà mình phải làm cho nó có cái vẻ lịch sự chút. Rồi ngon lành, quá đẹp trai. Đẹp như là kiến xong đi, cũng kiến xong rồi mình mới là nhập tiệc. Chị làm nước mắm hả? Chị đang nấu nước mắm, em thưởng thức cái nước mắm của làm kẹo chứ à? Em thưởng thức cái nước mắm của chị làm như thế nào? Em thấy hai anh chị xứng không? Quá xứng đôi vừa đó. Xứng đôi nữa ha. Làm sao chứ rồi muốn sanh thêm cô tí nào không? Sanh cho cô tí nữa cho nó vô nhà vô cửa cho chạy lẳng quắng đồ. Đốt nhang đi. Đốt nhang đi. Cây đó. Cái này đáng lẽ là ở đây là anh phải để cái chỗ bông nè, rồi cái ly hương này đang đốt nhang cắm đây luôn nè mới đúng nè nha. Chứ không phải dán chai đâu. Ở đây là mình cúng đất đai nè. Rồi gót nước hay là gót rượu cho bên ly nước mình đi rượu. Chứ không phải mà có vợ mừng quá rồi làm mồi cái dọn ra ăn liền xong luôn á, phải cúng đất đai mới được. Không cúng đất đai thì ổng không cho ở ra. Đây cái lồng còn chút lồng gạo. Đúng rồi, xúc nhà cầm xúc cái ly đó gạo á, cái cầm vô cầm ngang vô đó, đúng rồi, gót vô miếng rượu nữa. Chị không có ly nhỏ hả? Ly uống rượu á? Đúng rồi. Bưng ly đó với ly nước nữa. Chứ đâu mà rót ly rượu bự cho mấy ổng uống không xỉn giờ. hai người đứng chấp, hai người cầm nhang chấp tay giái, chưa để ảnh về nắp nhang cúng rồi luôn hả? Trời ơi ông ơi, hai người mới được chứ đâu phải mình. Bây giờ bây giờ hai người cầm đây, cầm giái này đi trước đi, không có cúng trên này trước, cúng Phật trước mới cúng đất đai. Đúng rồi, đốt khác đi. Rồi hai người đứng giái chứ đâu mà anh kỳ vậy. Trời ơi. Đó giờ anh chưa có giờ nào hả? Phải hai người đứng cầm nhang giái đồ mới được. Rồi đứng hồi đằng trước.
đứng giấy nữa, đứng giấy nữa chứ không phải là cầm nhang được, đứng giấy, hai người đứng giấy đi. Dạ, cô giái ra đi cô. Vậy cũng họ đi anh thấy. Ừ. Thì anh thì lên chương trình của em thì hôm nay thì anh cũng đã kết nối được với chị Nhung đó, thì cái cảm nghĩ anh như thế nào? cũng thật lòng một tiếng rồi. À. Bây giờ em cũng nói anh chị như thế này ha, thì nếu mà anh chị quyết định đến với nhau thì phải sống với nhau trọn đời đó. Thì trong cái chuyện mà vợ chồng thì anh cũng đã từng trải qua, anh cũng đã hiểu rồi, những cái chuyện mà gì nhỏ nhặt á thì mình nên bỏ qua đó, chứ không thể nào mà ai cũng giống ý mình được đó. Thì hai anh chị cũng nên sống hòa thuận để mà trăm năm hạnh phúc, người sống cái khoảng đời còn lại sau này ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã coi xem truyền hình. Chị thấy khi mà chị kết nối với ảnh mà em thấy mới có một ngày một mà chị chịu là lý do nào chị? Không, nói chung là cái ý ước của mình là nó như vậy thôi, là mình không có mong muốn gì nhiều, kiểu là không phải cần mà nhà cao cửa rộng hay là giàu có gì đâu, mình cuộc sống nó bình thường mà vui vẻ hạnh phúc hơn nửa đời còn lại gì là chị quý mến rồi, chứ không phải cần gì đâu. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh em nha. Thì hôm nay thì Tiến đang có mặt ở đây là xã Mỹ Phước. Xã Mỹ Phước, ấp Phước Hảo. Ấp Phước Thành ha. Ấp Phước Hảo. Ấp Phước Hảo. Huyện gì anh? Ở đây huyện Hồng Đất. Huyện Hồng Đất là tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay thì Tiến có mặt ở đây là lý do là anh Lộc đã lên chương trình của Tiến, và chị Nhung cũng lên chương trình Tiến. Thì trong vòng chưa được tháng đúng không? Chưa được tháng nay thì hai anh chị tâm sự đã quyết định đến với nhau. Thì thật sự nói là đây là một túp điều tranh hai quả tim vàng, đây là có sự thật nha cả nhà. Tuy rằng cái nhà của anh Lộc nó không có lớn, nhưng mà chị ở đây là anh ở trong vùng sâu vùng xa, nhưng mà chị thì chấp nhận đã đến với ảnh, thì trong lòng Tiến rất là vui đó. Nói chung ra là miễn hai anh chị sống với nhau vui vẻ đến trọn đời là Tiến vui rồi. Chứ không phải là chị không phải là chọn mà một người mà cao sang hay là nhà cửa rộng rãi, có giường có tược có đất cát gì đó, nhưng anh Lộc này ảnh cũng lên chương trình cũng nói với Tiến là ảnh không có gì, chỉ có một căn nhà nhỏ, vì công việc của ảnh hàng ngày là chạy xe ôm, là ở bến tàu Phú Quốc, là ở Kịch Giá đó. Thì cô chú anh em nào có đi du lịch gặp anh Lộc hay thì kêu anh chạy đặng kiếm thêm vô thu nhập. Anh có tiền, nếu mà cô chú anh em mà cứ xuống bến tàu ở Kịch Giá là đi qua Phú Quốc đó là gặp anh Lộc liền, hàng ngày anh chạy xe ôm đó. Thì thôi em cũng không biết nói gì hơn, thì chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc ha.
Dạ, thôi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến chúc tất cả cô chú và các anh chị em một ngày mới vui vẻ, ăn hạnh phúc. Nếu mà có thương Tiến thì cho Tiến một like chia sẻ cái video này ra. Còn cô chú anh chị em nào có muốn tham gia chương trình thì cứ lấy số điện thoại của Tiến điện cho Tiến. Thứ nhất là có giấy căn cước và giấy độc thân hoặc là giấy đi dị, hay là nếu mà cô chú nào mà có giấy cái gì báo tử á, thì gửi qua cho Tiến thì Tiến sẽ kết đôi cho tất cả cô chú anh chị em. Thì Tiến là ở quận Thốt Nốt thuộc về thành phố Cần Thơ, cách cầu Vàm Cống là 40 số cái nhà. Thôi Tiến cũng chào cái nhà nha, bye bye cái nhà nha.